Man Walker, phố đi bộ Tây Môn Đình. Đài Loan. Giờ chuẩn bị đi nhận khách sạn. Đậu hũ thúi. Nó chiên giòn lên. Ăn với ớt với dưa chua. Trải nghiệm thử đi nha. Trải nghiệm tàu. Trải nghiệm tàu hũ thúi. Đây là anh thử coi. Đây là ít ăn lắm rồi đó. Ớt đâu. Nó bằng giòn giòn đúng không? Không có bị vui không? Không là... Ừ. Ừ. Đồ cua nó ngon lắm. Cậu tính nè. Từ từ là... Không quay cho cậu. Cậu tính làm không. Gì là đang dữ mày. Dạy đó bành nó nắng. Ừ. Ok. Được không? Chẳng qua đang ăn chỗ này thì nó hơi húi rồi, xa xa ra chứ. Cậu ăn cái. Đó, 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 đó. Đang quay, đang quay. Vô. Mình đứng né né chỗ húi ra, cái bắt đầu mình ăn, mình cảm nhận. Thử ở tàu hủ thối. Ông ở đây mấy anh kèm miếng chua vô mới ngon. Nước mắm nó cũng ngon. Ừ. Đúng khai ra. Đồng ha. Đúng khai ra không hết hủ thối. Đúng kể kìa hủ quá. Đúng khai ra ok không hủ. Húi mặn. Có đi không các bạn? Đây đây. Đang quá ăn ăn. 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 Không, không. Lạ ngon, độc lạ Bình Dương. Hả? Mà độc lạ Bình Dương. Này em mua về nhậu. Thôi. Em ăn phòng cần gì đâu. Đậu. Nhưng mà này em ăn nóng mới ngon. Cậu ăn nữa đi cậu. Ngon rồi. Ngon ngon không lẫn ngon. Chợ đêm buổi sáng chợ đêm vào buổi sáng ngon lắm ngoe. Ở bên đây như 10 giờ sáng mới mở cửa. Nên cửa hàng chưa có ai mở cửa hết. Muốn ăn sáng giờ 10, trước 10 giờ cũng chưa có nữa. Cửa hàng mỹ phẩm. Họ vào mua gì cũng đứng. Trung tâm Si Dạ, không phải Si Dạ, Tây Môn Đình.
Đài Loan hầu như người ta đi tàu điện ngầm nhiều. Tượng quảng trường, tượng giới thạch. Bên kia là tòa nhà 52 tầng, hồi xưa là cao nhất. Anh em mình trèo lên trên mái ngói kia xong hỏi được tiếng chụp ra được. Cái gì cũng được, cái quan trọng là ngoài dám chèo không thôi. Quá bự. Bên trái bên phải này là gì anh? Xây tỏi hai cái nhà hát. Nhà hát à? Có chương trình gì là khai nhạc nha anh? Mấy cái nhà hát thành phố mình nha. Dạ. Đó ở trong là quảng trường. Đi với anh hướng dẫn viên nữa nó tượng dưới thành nữa. Này đi với anh hướng dẫn viên tượng dưới thành nữa. Ai muốn bút xô gì anh? Ai là sau qua có muốn bút xô báo ánh số điện thoại để dưới luôn. À, số điện thoại phi phi hướng dẫn viên riêng Đài Loan bự lắm. Ở đây cũng ơn là ông nắng á, nắng cũng nắng dữ lắm á. Ồ trời cũng trời cũng âm u lắm á nha. Nói nghe một hai ngày nữa đổi thời tiết đó. Trước khi ông về như trời lạnh lại nữa. Wow. Cứ 2 tiếng là tiếng có lẽ xuất bình. Đã thay ca chứ. Tượng giới thật. Quá to. Quá to. Tượng giới thạch. Chanh nhẹ. Vậy tiếng để tiếng dài nó đi á. Duyệt binh. Hai tiếng duyệt lần đúng không anh? Hai. Hồi trước là sẽ làm ở trên đây, duyệt ở trên đây, tại vì chắc đông quá hay sao á, bắt đầu sẽ dời xuống dưới đây. Duyệt binh.
duyệt binh cái 2 tiếng duyệt lần. YouTuber xung quanh hơi nhiều. Mưa ơi, mưa ơi. Xong rồi, này khoảng chừng 10 phút. Xong rồi, vừa xong vừa mưa luôn. Kết thúc. Ngay đầu cổng của... đây là xe của ông. Từng là xe của ông Tuấn Nhất Hạnh. Cadillac. Bộ vest cưới của ông. Cái lắc luôn hai cái. Có sao hai thương hiệu luôn không nhỉ? Xe của ông sử dụng. Đây là khu trưng bày của Tuấn Nhất Thạch. Nó bất dụng ông. Quần áo thì dép cũ của ông.
không, không tụi mày. Go. Đi chuyển qua đây đây. Rồi. Năm quan đã xong. Đi qua tòa tháp 101. Ở đây rất là nhiều lắm. Em biết làm sao anh coi nhà 101. Có hai đệ tử quay phim rồi, anh thì bỏ xe lại cho anh thôi. Chậm đúng không? Anh biết vì sao em quay phim không? Nhưng mà tự máy mình quay hay hơn nha. Không. Thì xe lại nó mất gì cái nét. Có hai thợ quay rồi, xe lại thôi, mình đỡ rồi coi. Coi nhà 101. A cao nhất. Từng là tòa nhà cao nhất thế giới. Nói chung ra qua đây, đi qua đây, đi đi tới đây cũng chỉ tham quan thôi. Chứ cũng với lại cũng chẳng có gì chơi. Lên đỉnh. Gà chiên giòn. Chợ đêm Xi Linh. Giờ cũng vắng, như giờ nó cũng hết rồi. Hồi xưa thì chợ này lớn nhất, nhưng mà bây giờ ai cầu cầu. Giờ cũng vắng rồi. Chợ đêm. À, chỗ gà này nổi tiếng nè. Tí cũng phải làm miếng xếp hàng. Chợ đêm One beer. Chai one beer. Đùi gà. Ôi nấm thấy. Ôi hồ chiều hết. Tại vì em nhiều món phải không? Gà chiên. Ở này thành cua. Rồi. Ốc nướng. Rồi. Bao nướng lu. Chúng ta biết mình ăn hai món thôi, bảo là mỗi món. Anh gọi video Phương đi. Chị Thảo gọi video. Công viên Dã Liễu. Một vé hết 120 đồng, gần 100.000 Việt Nam.
nó dặn cái bạn là đừng quên uống nước. Đừng quên biết là sao? Bên kia là biểu diễn cá heo. Đi bộ cũng hơi xa đó. Hình công chúa Cute Resort à. Nhìn thấy chắc cái đầu nè. Nhìn nhìn giống như búi tóc nè. Rồi cái khuôn mặt nè. Công chúa nó xấu thế. Công chúa nó biến rồi. Này đá thiên nhiên nó tự lên. Hàn Quốc đi cũng nhiều quá ha. Ồ, khí hậu mát nè. Wow. Con cá bên kia. Gió biển, gió biển. Quá mát. Nó hơi bị xoáy mòn đấy đúng không? Đúng rồi. Ngày xưa nó là một cái u bằng phẳng thôi, sau đấy rất nhiều nó bị xoáy mòn. Nó là chỗ thập thủ thò đấy. Xoáy mòn nó ra thành mấy mấy cái đá thập thò vậy đó. Biển đây giống như biển trong. Bắt đầu về sao nó xoáy xoáy mòn mà nó kéo nước xuống á, nó thành mấy cái cục đá. Trời hôm nay đẹp lắm, khí hậu chừng mười mấy độ, gần 20 độ, cũng mát mát. Thôi chứ đâu có gì đâu. Làm đường này. Cái đầu ngũ hoàng bên đây nè, quẹo trái đất ơi. Queen here đầu ngũ hoàng bên đây nè. Thank you.
mấy cục đá bắt đầu từ 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 nó giống cái nó ra nó giống mấy cái hình bắt đầu là tự phong cho đầu nữ hoàng. Ờ, thấy đầu nữ hoàng kìa, đó 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 đó, cái đầu trên đó. Đã quay sát lại. Đầu nữ hoàng mà không thấy nó giống thế nào. Không, qua kia là dòm hướng kia. Chắc hướng bên kia thì nó sẽ giống hơn. Đã đi lên hướng bên kia thử coi. Vòng hướng nào ta? Nâu, no, xếp hàng nó đã lên chụp hình với nó không? Giờ mình vòng đâu? Mình vòng xuống đây thử coi. Muốn chụp hình với đầu rồi xếp hàng á, mà đứng hướng này cũng chưa thấy ra đầu hình nữ hoàng nó làm sao nữa. Hồi trước nó cho vô sờ rít mòn nó sợ đổ, nhưng mà nó chặn đá lại không cho vô luôn. Chuyển cảnh. Nói chung chủ yếu ở đây là đá thôi chứ không có gì hết đó. Đá tham quan đẹp mát. Trên kia thì bán đồ ăn rồi. Rồi chuẩn bị chuyển di chuyển địa điểm khác. Từ Giả Liễu qua đây 40 phút rồi. 40 phút. Hạ Long Đen. Thập Phân. Ông tài xế kêu mua của bà kia, tại vì mình dựng xe chỗ bà. Bà nào ai biết, bà trên quả. Có hết. Đó, lồng đèn để sẵn. Ồ, có một Việt Nam quán kìa. Nó để sẵn lồng đèn.
tùy màu nha, mỗi màu giá khác nhau nữa. Chị Hà. Hà. Đây, báo chụp với chị em. Báo chụp với chị Hà với 4 người. 44 mỗi màu mỗi giá nữa. 200 bạc, 200 tệ. Tệ nhiều, ước tệ nhiều sức khỏe. Học phần bán cho mình, bán mình xong chụp hình cho mình luôn. Cái màu đỏ là 200 tệ, tương đương là khoảng chừng 160 Việt Nam một cái lồng đèn. 160 này, kẹo bánh nghe mùi đậu hũ thúi rồi đó, nghe mùi đậu hũ thúi rồi đó, dạo này nhạy mùi đó lắm. Đúng luôn. À, bánh kẹo đường nè, xích lên bảo đảm đủ thúi. Đây nè, chính xác. Đó, đủ thúi. Đáng là tôi thấy nó to hơn. Rồi hết. Tính ra cái thập phần này cũng đâu có gì, nó có một khúc mà. À, nó cũng thả đèn vậy thôi, chủ yếu mọi người ra đây thả đèn thôi chứ cũng không có gì nhiều. Bến xe lửa rồi, dọc dọc lên trên là hết rồi đó. Gà bó xôi. Bảy mươi lăm tệ cái. Thấy cái này cũng hấp dẫn nè. Rồi đoạn đường hết. Ăn thử cái gà bó xôi nè. Ăn thử ra đó. Trải nghiệm thử coi. Nào. Trải nghiệm gà nướng. Sao đó? Đúng không? Là giống như gà bó xôi vậy. Nhưng mà đây đúng gà bó xôi luôn. Cắn gà ổ thôi. Xe lửa đã giải tán hết.
thả đèn tiếp. Cắn luôn đi. Mổ thai ba, mổ thai ba thả tay. Ok, mổ thai ba thả đi. Thả tay, lấy thần tay nữa. Vô tay, cảm ơn nha. Cảm ơn. Cụ phân. Cái này là cụ đúng không? Đó là cụ. Cụ phân phố cổ. Hình như chỗ này em, hình như chỗ này chính thành anh nè. Đậu thúi đó. Như phố cổ Hội An vậy mà. Nó thành Hà Trân Châu. Ở đây Việt Nam cũng nhiều. Hello. 60.000 luôn, ghi hạn 60.000 luôn. Ghi bạn chị hoa môn 60k rồi. À, giống như đậu hũ. Heo viên chứ không phải bò viên. Này nó nhiều sú gà lắm. Đồ sú này nhá. Đúng vậy, như phố cổ vậy thôi, buôn bán bắt đầu nó trở thành khu. Giống như bánh bột lọc hay sao, bánh gì mà. Nhiều xúc xích. Nói chứ xúc xích Đài Loan này ngon. Xe buýt chuẩn bị đi vào, kết thúc cụ phần cũ. Rất đông vậy, nhiều năm quá rồi. Tàu Việt Nam hầu như mọi người đây đi tàu Nhật Định rẻ nhanh đẹp. Dài quá không?